Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, ngày nay người Cộng sản đã có nước, trong một nước đã có nhiều thành phần xã hội khác nhau, song tất cả chỉ có một mục tiêu làm sao cho dân giàu, nước mạnh. Vậy thì những người được giàu lên, được học hành tử tế, những người được là dân một nước độc lập dưới chế độ Cộng sản cũng nên thể hiện mình là những người mang hoài bão, tư tưởng và chí hướng của những người Cộng sản. Chỉ có như vậy mới là một người có hiểu biết, một người chân chính. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Những người Cộng sản xuất thân nhà giàu, bài viết của Phạm Thiến Qua. Cứ nghĩ mà coi, những năm đầu của thế kỷ 19 khi đảng Cộng sản mới manh nha ở xứ Đông Dương thì có bao nhiêu người thuộc tầng lớp vô sản tham gia trong thời kỳ sơ khai ấy? Tôi nghĩ chẳng có mấy người đâu. Đã gọi là cách mạng vô sản mà, tại sao lại thiếu thành phần vô sản? Thưa rằng, dưới ách nô lệ của thực dân Pháp với chính sách ngu dân thì lấy đâu ra nhiều người vô sản có học? Không có học thì làm sao đọc được những cuốn luận cương này nọ, rồi tư bản luận này kia? Mà thời đó làm gì có sách in bằng tiếng Việt, tiếng Pháp là chính. Vậy là chỉ những người có học, mà muốn là người có học thì phải là người giàu có. Điểm lại mà coi, đứng đầu là cụ Hồ Chí Minh, một thầy giáo trước khi vào Sài Gòn để xuất dương đã là thầy giáo của trường Dục Thanh ở Phan Thiết. Gia đình của cụ Hồ cũng là một nhà nho khá giả. Còn ai nữa? Ông Trường Chinh, một địa chủ lớn ở Nam Định. Ông Phạm Văn Đồng, một địa chủ ở Quảng Ngãi. Ông Võ Nguyên Giáp, một nhà giàu ở Quảng Bình. Còn các vị tổng bí thư tiền bối của đảng Cộng sản như các ông Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ đều xuất thân từ nhà giàu cả đó. Trong khi những người vô sản một chữ bẻ đôi không biết thì các cụ ấy nói tiếng Tây lào lào. Cho nên có thể nói cách mệnh lúc nào cũng cần phải có tri thức. Không có học vấn thì không có lý luận cách mạng. Không có lý luận cách mạng thì không lôi cuốn được giai cấp vô sản, hướng dẫn họ đứng lên tự giải phóng cho mình. Cho nên cái gốc vẫn là học vấn. Khi đã có học vấn lại phải chuyển mục tiêu sang rèn luyện bản thân, bản chất của giai cấp vô sản. Chẳng thế mà, cái thuở ban đầu ấy, nhiều nhà lãnh đạo Cộng sản đã thực hiện vô sản hóa bằng cách trực tiếp đi vào làm công nhân ở hầm mỏ để thâu nhận tính tập thể, tính tiên tiến, tính tổ chức kỷ luật của giai cấp công nhân. Một giai cấp sẽ là nòng cốt của cuộc cách mạng vô sản cũng như cách mạng dân tộc. Ngày đó, những người Cộng sản xuất thân từ những gia đình giàu có, song mục tiêu của họ lại không bảo vệ quyền lợi của tầng lớp giàu có mà phục vụ cho giai cấp bị bóc lột, giai cấp bị trị và giành lại đất nước cho dân tộc. Như vậy mới đúng là Cộng sản. Ngày nay, người Cộng sản đã có nước, trong một nước đã có nhiều thành phần xã hội khác nhau, song tất cả chỉ có một mục tiêu làm sao cho dân giàu, nước mạnh. Vậy thì những người được giàu lên, được học hành tử tế, những người được là dân của một nước độc lập dưới chế độ Cộng sản cũng nên thể hiện mình là những người mang hoài bão, tư tưởng và chí hướng của những người Cộng sản. Chỉ có như vậy mới là một người có hiểu biết, một người chân chính.